Là Tú và Nhi thì trong cái clip Hóa Đơn Cặp Đôi thì thời gian vừa qua cũng được mọi người để tâm. Thật ra thì bản thân Tú nghĩ thì nó thật ra chỉ là đơn giản là cái một cái game show, và khi mà thực ra nó không có trong mình cũng không biết trước là Nhi sẽ nói gì hết. Thì anh đạo người ta chỉ nói là chào kết. Đến giờ chào kết thì Nhi nói là muốn tỏ tình, thì bản thân Tú cũng hết hồn và Tú không hiểu là ủa em nói cái gì ở đây vậy. Thì mình cứ nghe xong càng nghe càng phát hiện ra hóa ra đó chỉ là một cái lời nói vui thôi, chứ còn thật thì nói lo vậy thôi, nhưng mà ngược lại không đó. Lời nói cuối cùng anh Tú xin phép gửi chào tới thế giới văn hóa, và hy vọng sau khi sản phẩm MV Giấc Mơ Không Nhoài ra mắt thì sẽ được quý vị khán giả đón nhận. Cảm ơn mọi người rất nhiều.